Theo thông tin từ Trung tâm Thể thao Viettel, trong tháng 3 năm 2023, Viettel FC sẽ có 3 trận giao hữu để duy trì thể lực, cảm giác thi đấu cho các cầu thủ. Ngày 11 tháng 3, thầy trò huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh sẽ hành quân lên Tây Bắc để đọ sức với chủ nhà Hòa Bình FC. Ngày 18 tháng 3, Viettel FC sẽ chạm trán Hà Nội FC tại sân nhà Trung tâm Thể thao Viettel. Và ngày 26 tháng 3, đội bóng quân đội hành quân tới Nam Định để gặp Thép Xanh Nam Định. Đây là giai đoạn V-League tạm nghỉ nên việc được thi đấu cọ sát rất hữu ích cho các đội bóng, cho các cầu thủ. Lực lượng của Viettel FC tham gia các trận giao hữu sẽ thiếu vắng các cầu thủ trụ cột, tập trung đội tuyển Việt Nam, U23 và U20 Việt Nam. Huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh chắc chắn sẽ trao cơ hội thể hiện nhiều hơn cho những cầu thủ dự bị ít được thi đấu từ đầu mùa.